Mình xin chào tất cả các bạn vào buổi sáng nha. Sáng hôm nay thì cũng như công việc hàng ngày các bạn ơi, mình cũng lên đường tiếp tục đi thăm bảy bè bẹp nữa nghe các bạn. Cái luồng bảy này thì luồng bảy mới của mình nghe các bạn. Thì mình bảy đâu chiều hôm qua nghe các bạn. Thì chiều hôm qua do mình đi tối quá đó, mình không có quay lại được cái lúc đi bảy nghe các bạn. Thì giờ này mình đi thăm. Mình sẽ mời các bạn theo chân mình trải nghiệm thăm những chiếc lồng mình bảy bè bẹp nghe các bạn. Mình bảy cái này là cái khu bờ mít cũng của ông chú mình nè các bạn. Ở đây bao la toàn là mít không nghe các bạn. Bữa hổm thì mình bẫy bên mấy cái bờ xài, bữa nay mình qua tới bờ mít rồi nghe các bạn. Khu này của ông chú mình tới mấy chục công nữa các bạn ơi. Mít không à, trồng mít thái nhiều lắm. Trồng mít thái với trồng xài mà mít thái nhiều hơn nghe các bạn. Xài chỉ có bờ còn nhiêu mít thái không à. Rồi, bây giờ cũng để tránh mắt thời gian các bạn, mình cũng quay camera lại. Mình mời các bạn theo chân mình trải nghiệm thăm những chiếc lồng mình bẫy bìm bẹp luôn nghe các bạn. Rồi, mình lên đường đi thăm nghe các bạn. Mình vô đây cũng tới điểm rồi đó các bạn ơi. Giờ này trời nắng ông hơi chói chói, mình quay có khó xem các bạn thêm thông cảm giùm mình ha. Dưới trong cái bờ đi cũng hơi lắc các bạn. Tại trong bờ mít á. Khu này ông chú mình trồng rất là nhiều mít, tới mấy ngàn gốc luôn nha các bạn. Một số thì có trái, còn một số thì cũng chưa có trái nha các bạn. Đằng trước mấy bụi này như mình có đặt nè các bạn. À, mấy cái video trước á cũng có mấy bạn bình luận kêu mình quay cận cảnh cái bẫy mà mình đặt á các bạn. Thì sẵn bữa nay mình có đi bẫy nè nghe các bạn, thì mình quay cho các bạn xem luôn ha. Mình đi thăm bẫy nè, thì nó cũng đơn giản bạn ơi, đây cái không dính nè bạn ơi. Đó, mình đặt cũng đơn giản như nghe các bạn. Này là đây là giống như là mình cũng xin chia sẻ với các bạn nào mới xem kênh của mình ha, còn có bạn xem kênh lâu á thì cũng đã biết rồi. Mình cách đặt bìm bẹp bằng lồng bẫy chuột này là nói chung là cực kỳ hiệu quả nha các bạn. Bằng lồng bẫy chuột, chiếc lồng này là để bẫy chuột cống nhum đó các bạn, chứ để chứng dịch vô nha các bạn. Cách đặt bẫy bìm bẹp bằng lồng bẫy chuột với chứng dịch này là cực kỳ hiệu quả các bạn ơi. Là bắt bìm bẹp hoàn toàn là khỏe mạnh nha các bạn, nó còn sống hết đó các bạn ơi, nó ít có bị hao lắm. Trừ khi mình đặt mấy cái bẫy nó nằm ở ngoài trời nắng nha các bạn, nó mới bị hao thôi, còn mà nằm ở trong mát là nó bình thường nha các bạn. Nhưng mình đi thăm sớm sớm á, ví dụ như một ngày mình đặt thì mình thăm hai cử nha các bạn. Này giống như chuyện qua mình đặt sáng nay mình thăm nè. Còn nếu mà sáng mình thăm mình thấy nó dính quá thì tới trưa mình sẽ đi thăm lần nữa nha các bạn. Tại vì thông thường á, bìm bẹp khu nào nó có nhiều á, nó sẽ dính rất là nhiều nha các bạn. Nó dính mình cần phải đi thăm ba cử. Còn nếu không á thì nó dính yếu thì mình một ngày mình thăm hai cử nha các bạn. Cử buổi sáng thì khoảng 8 giờ mình thăm, cử buổi chiều thì khoảng 4 giờ. Còn như bữa nào nó dính nhiều thì mình đi hai cử. Đó nghe các bạn, nói chung nó cũng đơn giản lắm bạn ơi. Nói chung là có bìm bẹp là nó sẽ dính nha các bạn. Khu này của ông chú mình á thì bìm bẹp nó rất là nhiều, nhưng mà nó bãi ấp thì hơi ít nha các bạn. Tại do cái bờ nó rộng lớn quá các bạn, nó ăn lưa thưa à, nó không có vô ngay bãi tịch nha các bạn. Còn mấy cái khu nào bờ nhỏ nhỏ nó mới vô bãi tịch. Thời đang cá dính nè các bạn. Một em. Ngon lành không các bạn. Khu này thì bỏ vỏ ốc, chỉ bỏ lưa thưa theo cặp mé kinh nha các bạn. Ở dưới đây là cái kinh nha các bạn. Còn trong đây là khu vực bờ của ông chú mình. Ừ, mít nè. Đây vòng qua đó tới mấy chục công nha các bạn. Cái khu này thì ít có ai ra vô được lắm các bạn ơi. Tại vì cái khu này thì do của ông chú mình ổng gào lại hết nha các bạn. Ít có ai ra vô được lắm. Rồi mình thì tới bên nhà quen rồi mình hỏi ông chú mình vô anh bảy nha các bạn. Con này già các bạn, cặp mắt nó lườm nha các bạn. Đó một em chiến dịch vẫn còn nguyên nha các bạn. Thì hành trang mình đây các bạn ơi, bữa nay mình đi mình cũng quên đem chiến dịch mồi theo nha các bạn. Cái túi mình hút với cái gói thuốc mình hút với cái túi mình đựng bìm bẹp nha các bạn. Còn này dây thun thì mình không bỏ túi thì mình cuột, mình có đem túi thôi mình bỏ nó vô túi các bạn ơi. Rồi mình đi về tới, khi cái nào có dính mình sẽ chia sẻ lại với các bạn ha. Mình sửa cái bẫy này lại các bạn ơi. Đây là cặp mé kinh nha các bạn. Cặp mé kinh có sậy nè. Nó thì bìm bẹp sậy đế nó hay phái lắm bạn. Nó hay vô mấy khu này nó ở lắm nha các bạn. Với cái vườn của ông chú mình ít ai ra vô được đó các bạn. Cho nên thì nó sẽ có bìm bẹp nhiều nha các bạn. Ông chú mình thì lâu lâu ông ra ông thăm vườn, ông bẻ mít rồi thôi các bạn. Đằng trước cá gì dính các bạn ơi. Đây. Một con tiếp theo. Đã không các bạn? Bìm bẹp
banh chảng bạn ơi, vịt già, quá ngon, quá ngon lành. Con này ngay chăn chỗ trời nắng nha các bạn, ngay trời nắng hay hóc nè, chứ nó vẫn bình thường nha các bạn. Để có bạn không biết nó bị hao, chứ nó ít khi nào bị hao lắm bạn. Tại như vô bẫy mình á, có nhầm con á thì nó vô nó quậy quá thì nó sẽ đuối thôi các bạn, chứ nó bình thường. Cặp mắt nó mà bạn thấy đã à. Trời bữa nay á các bạn biết xong bầu trời cũng âm u quá nè, nên mình quay cái video á nó hơi tối tối, các bạn xem thông cảm nha. Trời em chuyển mưa các bạn ơi, quê mình hổng dài, nói chung là chưa có cơn mưa nào hết nha các bạn, có mấy cơn mưa gào nhỏ thôi chứ chưa có mưa lớn. Mình cỡ này thì cũng hay đi săn ếch đêm nha các bạn ơi, cho nên nói chung công việc nó cũng hơi lu bu. Cỡ này săn ếch đêm cũng im lắm. Một em nữa là được hai chú nha các bạn. Đây một con mình bỏ một túi đây các bạn ơi. Chọt chọt dễ dữ ha. Con này nữa là hai chú, quá ngon lành. Các bạn thấy bẫy kiểu này cực kỳ hiệu quả không? Đơn giản mà hiệu quả nha các bạn. Chỉ cần một trứng vịt với một cái bẫy này thôi là mình sẽ bẫy được con mềm biệp nha các bạn. Vỏ ốc thì nó ăn bỏ lưa thưa nữa bạn. Như vỏ này nó ăn không được nữa bạn, nó gấp lên chưa kịp ăn nè. Nhiều khi nó gặp con người cái nó bỏ không chừng nè. Ở đây nó chỉ bỏ lưa thưa chứ nó không vô bãi nhiều các bạn ơi. Rồi để mình đổ vô nghe các bạn, mình bắt nó ra chứ, mình bắt ra mình bẫy lại. Đừng hy vọng cử chiều hoặc chưa mình có đi thăm á, đừng nó sẽ có hàng nữa nghe các bạn. Hai chú nghe các bạn, hồi ở trái mít này chín nè các bạn ơi. Mít này chín có mùi thơm luôn nè các bạn. Mình lỡ mình thấy thơm thơm các bạn, mềm nè các bạn, chín nè. Chú mình làm như hổng gạo không đi ra giường hay gì không biết, mới chín đâu không hay. Mình bữa nay mình đặt cũng được có 8 cái bẫy nữa nha các bạn, tại vì của mình mười mấy cái rồi mà mình do mình đặt mấy đợt trước đó mình đi rồi bị mắc các bạn, mít chà bá nha các bạn, bị mắc rồi nên bây giờ mình còn có 8 chiếc nha các bạn. Đây một cái không dính nữa các bạn ơi. Nãy giờ thăm 4 cái dính được 2 con nha các bạn. Đây cái bẫy mình đây nha các bạn, mình đặt đây quay miệng xuống đó nha các bạn. Tại không thường mình biệt thì nó ở cặp mé nước đó các bạn. Nó đi nó kiếm vỏ ốc đổ ăn, kiếm ốc đổ ăn gần nước á. Cho nên mình đặt cặp đó. Đây một cái dính nữa các bạn ơi, quá đã. Ngay đây ngay cái bụi cây sung. Con này quậy đuối luôn các bạn ơi, tại ngay chăn đây mình bẫy ngày ánh nắng á cho nên nó đuối rồi. Bị miệp bành chán nha các bạn, mấy con bự quá nó xây chở không được bạn, là nó vô nằm cái im trong lợp luôn nha các bạn đó. Con này nữa thì mình cũng được 3 chú luôn nha các bạn. Đây hai con mình bỏ vô túi đây, hai chú, đây một chú nữa là 3 chú. Quá ngon lành. Thông thường thì lúc trước mình bẫy tới mười mấy cái lận bạn, nhưng mà do mình bị mắc rồi đó nên bây giờ mình chưa có mua kịp mua thêm được. Chứ phần mình bẫy cái loại bẫy này mình xách đi nhiều quá nó hơi cầm kềnh, cho nên mình không có đi, không có bẫy được nhiều nha các bạn. Bẫy được có 8 chiếc lồng. Nói chung thì mình bẫy hay ít thì mình lựa mấy điểm ngon nha các bạn, mình lựa mấy điểm chỗ nào tịch mình bẫy thì tỷ lệ nó đạt cao hơn. Còn mình bẫy số lượng nhiều mình không chọn điểm thì nó dính cũng không được nhiều nha các bạn. Quan trọng là mình chọn được cái điểm ngon lành như cái vị trí đặt chiếc bẫy nha các bạn, để chịch thì nó sắn vô sẽ sập bẫy. Còn mình đặt hoài biết mình quen mình biết nó sẽ đi cái hướng nào nha các bạn. Giống như đây nữa các bạn, mình đoán nó sẽ ở trong đó, nó đi lòng vòng trong đó, mình đặt cái bẫy ngoài này nha các bạn. Đặt cái bẫy vị trí này nó đi trong đó, nó gặp thì nó từ trong đó nó đi ra đây thì sẽ dính nha các bạn. Còn nếu mình để cái bẫy xích trong đó luôn thì nhiều khi nó đi ngay cái bẫy mình, nó sắn bên hông các bạn, như giống như sắn bên hông này nè, thì cái bẫy nó sập nó sẽ không dính nha các bạn. Rồi giờ để mình bẫy lại các bạn ơi, mình bắt ra mình bẫy lại rồi mình đi về tới nha các bạn. Rồi mình cũng vừa đặt cái bẫy lại xong nha các bạn, mình đi về tới mình thăm luôn. Khu vườn này ông chú mình ông trồng số mít mà nó chết số ông mới dặm lại mấy cái mít con nè các bạn.
trồng cũng lâu năm rồi nha các bạn. Thôi đây cái dính nữa các bạn ơi, quá trời đã rồi. Nè, đó, các bạn thấy sướng không? Nói chung là quá sướng sướng nha các bạn. Mình làm gì cũng vậy nha các bạn. À, mình săn bắt hay làm gì cũng vậy, đi lại khi mình đi bẫy thì mình lại cái bẫy, chiếc bẫy mình thấy nó có dính là mình thấy vui lắm nha các bạn. Tuy rằng nó không đáng nhiều tiền thiệt các bạn, nhưng mà giống như là cái thành quả của mình nha các bạn. Ừ. Con này nó quậy quá quậy các bạn ơi. Lộn mèo luôn nè. Tại mấy con này nó bự quá các bạn, nó xây chở cái bẫy nó hơi khó nha các bạn. Rồi mình thấy nó vậy nha các bạn, chứ nó rất là mạnh nha. Mình bỏ vô cái túi một hơi nó dãy phành phành liền đó các bạn. Tại vô trong bẫy nó cựa quậy không được. Ngon lành, con này nữa được 4 chú. 4 chú mà mình thấy túi nha các bạn. 3 chú chứ, 3 chú thấy túi tại bìm bịp già không bạn ơi. Chung là mấy con này là bích lợp không đó. Quá sướng. 4 chú. Mình bảy cái này 8 chiếc bảy các bạn, mình nói thiệt luôn, mình đi thăm cử mình hy vọng dính 3-4 con thôi bạn. Là nói chung mình cũng đủ trang trải cuộc sống đó bạn. Tại vì mấy con này á, thì mình bán thịt á, thì cũng được 50k con nha các bạn. Để có mấy bạn bình luận hỏi mình đó, chứ có mấy bạn hỏi mình là bán ở đâu đó, thì sẵn video này mình nói các bạn luôn ha, mình giao cho mấy quán nhậu nha các bạn. Còn hên bữa nào mà có người ta mua về nuôi á nha các bạn, thì mình bán con cả 100.000 luôn nha các bạn. Nhưng mà tỷ lệ đó ít lắm bạn. Đa số là mình chỉ bán cho quán nhậu nhiều nha các bạn. Đã không các bạn? Với dạo này á, thì mình bán cũng hơi chậm nha các bạn. Cũng có mấy đồng nghiệp hỏi mình có lấy hàng không á. Lúc trước thì có bao nhiêu mình thu hết bao nhiêu. Nhưng mà bây giờ á, các bạn biết xong, mình bán rất là chậm cho nên mình không có thu được nha các bạn. Mình nói chung là mình bán mình bảy là đủ mình cung thôi các bạn ơi, chứ mình không có thu được nữa. Chừng nào á, thương lái người ta lấy lại nhiều số lượng mà lớn á, thì mình lúc đó mình mới thu của các bạn được ha. Các bạn cũng thông cảm như mình ha. Lúc trước thì mình cũng thu của các bạn vậy, nhưng bây giờ do mình bán chậm quá các bạn ơi. Rồi con này nữa được 4 chú, mình đi về tới thăm tiếp tục bạn ơi. Nãy giờ là hình 6 cái nha các bạn, 6 cái mà dính 4 con đó các bạn. Nói chung tỷ lệ này quá đạt nha các bạn. Mình còn 2 cái 7 nữa hết rồi các bạn ơi. Này mình bẫy vô gần tới góc hè nhà của ông chú mình luôn các bạn. Trời ơi, đây cái dính nữa các bạn ơi. Quá đã. Quá đã. Rồi con này nó quậy quá các bạn ơi, để mình xử lý cái nha các bạn. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Quậy quá quậy rồi. Các bạn thấy nó quậy mà nằm kiểu rồi. Nhầm con vô nó quậy lắm nha các bạn, còn nhầm con nó nằm yên chứ nhầm con quậy dữ lắm quậy. Thôi giờ này em chở nắng lên nha các bạn, nắng hét lên nè, nãy chuyển mưa còn giờ nắng hét lên nè. Đây này tối tối sầm luôn bạn ơi, quay này chắc các bạn hơi khó xem quá, tại em chở nắng lên cái gọi bóng xuống đó các bạn, nó hơi tối nha các bạn. Chiến dịch vẫn còn nha các bạn, mà quậy nè các bạn thấy lú cánh ra ngoài luôn, con này quá cỡ quậy rồi. Này bìm bịp già nữa nha các bạn, nói chung là bờ này nãy giờ bẫy dính toàn bìm bịp già không đã thiệt mà. Con nào cũng nói cành cành không à. Con này là 5 con rồi nha các bạn. Quá ngon lành. Trời ơi, hình như đằng đây mình còn cái nữa dính nữa hay gì các bạn ơi. Đây, rồi. Hai cái cuối dính hai con luôn bạn ơi. Đây con bìm bịp tơ. Mình mới khen nãy giờ bìm bịp bự không, bây giờ tới bìm bịp tơ nè các bạn. Quá ngon lành. Rồi. Hai cái cuối cùng dính hai con nha các bạn, quá sướng. Giờ mình bảy bữa nay 8 cái bảy mà nó dính đâu là tới 6 con bìm bịp đó các bạn. Đã không bạn? Quá tịch. Quá ngon lành, có con này tơ nè các bạn ơi, con này hơi tơ nè, còn con đó già đó. Nãy giờ nói chung thì 5 con già, 1 con tơ. Trong túi mình đây là 4 con đây nha các bạn, 4 con già đây nè, 4 con này già không. Rồi giờ mình cũng nên này cái nha các bạn, mình bắt nó ra rồi mình tổng kết các bạn xem ha. Mình bắt ra mình bẫy mấy cái bẫy này lại rồi mình tổng kết các bạn xem cái luồng bẫy này, nếu mà xuyên xuyên dắt chưa mình có khả năng đi thăm nữa đó các bạn. Tại vì mình thấy nó dính quá nè các bạn, tính ra 8 cái bẫy mà nó dính 6 con rồi, cho nên có khả năng trưa nay mình không có công việc gì thì mình sẽ đi thăm nữa, còn không thì mình để tới chiều nha các bạn. Rồi mình cũng thăm xong mấy cái bẫy nha các bạn. Nói chung thì thành quả được
6 ca 8 cái dính được 6 con các bạn. Nói chung gì là quá ngon bạn ơi. Được 5 con bìm bịp già. 5 con bìm bịp già với một con bìm bịp tơ nha các bạn. Con này tơ nữa bạn. Nói tơ chứ nó cũng bự rồi các bạn ơi. Còn 5 con này già không nha các bạn. Bạn thấy cặp mắt đỏ chạch ha, bộ lông đỏ rực luôn ha. Quá đã. Quá ngon lành các bạn ơi. Nói chung vậy là đạt lắm nha các bạn. Tại mình bẫy được có 8 chiếc bẫy thôi mà nó dính được tới 6 con nha các bạn. Vậy là như trúng mánh đó các bạn ơi. Các bạn thấy cách bẫy bìm bịp bằng lòng bẫy chuột và trứng vịt cực kỳ hiệu quả đó. Nói chung là không có bìm bịp thôi nha các bạn, còn có bìm bịp là nó sẽ dính nha các bạn. Cái khu này thì bìm bịp rất là nhiều, tại khu của vườn của ông chú mình thì ít có ai đi tới lui các bạn, với ông có cái hàng rào đó cho nên người ta ít đi tới lui lui. Bìm bịp nó vô đây nó trú ngụ nhiều lắm nha các bạn. Nhưng mà nó ở tàn lan nhiều bờ nữa các bạn, chứ nó không ở một bờ nha các bạn. Bữa hổm thì mình bẫy tốt bên khu bờ xài bánh. Bữa nay thì mình qua bờ bìa bên đây nha các bạn, bờ mít này còn rộng lắm. Còn 5 6 bờ, 6 bờ gì nữa nha các bạn. Nói chung vậy là quá yêu quê. Rồi, bây giờ các bạn cũng cho mình kết thúc video đây ha. Nếu các bạn có xem kênh mình thì cũng nhớ ủng hộ mình bằng cách đăng ký hoặc cho một like, một chia sẻ gì nha các bạn. Để mình có động lực đó, mình làm nhiều video về đề tài săn bắt hơn. Thì mình cũng bye bye các bạn. Hẹn gặp các bạn ở video sau.